Rồi, hai cá nhân ơi. Hôm nay chia sẻ video về cắt mít nha các bạn. Thì cắt mít của cái tháng 2. Càng về tháng 2 thì giá càng hấp dẫn các bạn. Mít giờ thấy ham quá ha, nhưng mà trái nó hết rồi. Cái này trái như hôm bữa họ cứ rồi nè. Đúng rồi, nó đỏ kìa mà ơi. Nhẹ mẩu cho chân dập ra. Dở lên nhẹ nhẹ bá, bá sấy. Em cũng có giá hỗ trợ nhất quá xa này. Má gà ra chi trời rồi ghét cái con học làm gì ghét không biết nào quýnh đây là gì nó nào quýnh ai ở đâu hả thì còn như mình lấy tiền phân tiền thuốc nè cái gì lóc là gì đúng là thánh báo mà tính hay quá ngoài thì không đẩy ra đẩy ngược vô trong giờ đẩy ngược ra khùng quá bà không báo là không được giờ là tới đây đuối nè ngồi kìa vô uống nước đi bà còn clip nữa rồi đi ngang còn không còn trái không hết chuyện từ ngoài này đẩy vô đi ngang đẩy ngược cho ra ngu mà sợ nó dập gai nó ngu thêm cái nữa mới chết á mít đang mắc mà ngu lâu chứ không phải mà lâu lâu mới ngu đó trời ơi trời su ca sư cô chứ được mình lần hỏi giống sư cô với lại cái này cỡ mười mấy ký vọng không biết rồi à, như cái này à lụm là 600 phải ru nè, trên luôn là lũ đạn nè lũ đạn nè cái khác luôn yêu màu rồi. Lấy trên đầu qua lấy ở dưới cho nó gập chảy gai là trái đầu đó kìa bây giờ mất rồi không muốn một cậu trời ơi ông muốn ngay giá cao này hơn mệt á 51 kìa đó luôn mà wow. Giá của giữa tháng 2 này đỉnh thật các bạn ơi. Giá mình cũng không thể ngờ nữa ha. Giá đỉnh như của mấy năm trước. Này nhất 51 các bạn. Kim lớn 41, kim nhỏ 31 ha. Mình chở 13.000, gần 31, ba chọc đây. Xém chút nó 31. Chơi đó mà cỡ tuần sau hai tuần sau nữa chơi này nè hai tuần nữa đó hai tuần lên nữa cái gì phải chắc mới được nói vinh trọng là phải chắc chắc không chắc không hả ừ hả mà cây ống lên một cái là mệt đó nha, nào, chậm chậm trước bạn ơi. Trái kem lớn giờ cũng từ 10 kg cũng 400 rồi. 15 kg rồi cũng 500 rồi, 600 nữa. Giờ 69 em lớn. À, 600, 700, 500. Ba xài luôn á, tao còn 20 ngàn cái sổ số rồi. Sơn nè, thấy không? Sơn dính rồi á.
còn đây. Này cam lớn nè. Lớn. Bệnh đi trời. Xì gùa chắc quá hết chưa? Cũng đây kem lớn này. Ba trái xuôi rồi. Nó nằm có ba trái rồi kìa. Nhỏ. Này nhất 1 2 múng nè. À, nhất. Nó nhất là cái gì đó? Cái gì nè. Đó, 1 múi, 2 múi. 3 múi. 3 múi. Chọn xanh gai nha. Đó, yêu cầu là yêu cầu gì là chọn gì cũng đi đây. Lớn hết. Rồi, dập nha. Rồi, 69. Cử này vớt được cái cử này nữa. Là này tập trung phân thuốc là cứu vớt phân thuốc. Rồi cứ sao hết rồi đó. Dùng miếng đi. Cũng không có được mà nhất nha bà con. Kem lớn nha nè. Lớn thôi chứ. Chứ không có. Rồi đưa mặt muối lên đây. Đưa lên đây. Ừ. Đó, hột nhiều. Kem lớn nha các bạn. Cô chú ơi. Trái tròn đẹp nha. Mà hột nhiều. Không đại. Mày tới cha nữa đó. Okay. À, bà con, cái này nè không hơi công hơi nè. Ba muối lấy nhất đó. Đây, nhất đây. Nhiều hơn nha. Má gì má. Muốn dày đẹp. Còn đứng từ kia qua. Gì? Dĩnh gì? Dĩnh Thao hả? Hết rồi đó. 8, 9 dĩnh mít, 18 dĩnh mít. Hết rồi đó em ơi. 9 dĩnh mít. Nhất cái kem lớn. Là thua luôn nha bà con. Lên. Dài, đoạn dài là hột nhiều. Thuồng mà chứ cũng không có rẻ đâu hả? 74. Cũng 600, 700 đó. Thắng hơn có nhiều. Chọc hoài này. Rồi, khai rồi, nhà khai rồi. Dính rồi. Dẹp qua đây chồng. Coi như là 500 quăng bên. Còn được trăm mấy. Gà dính cửa. Wow. 25. Lớn. Đây lên hàng nhất nè bà con ơi. À, muốn cái gì nè? Hello nè. Coi cái này chưa bốn á. 86. Cái nó kéo ngồi hả? À, nữa không, nữa không? Cái một à. Rồi lên luôn. Lỗ quá. Lỗ xịn. Lỗ rồi. 6, 7 kg. 104. Rồi chơi luôn đi. Làm tiểu anh đi. Cái nhỏ hay gì? Nhỏ luôn. Quá trời dính nhậu luôn. Đây, muối này muối Bình Bát. Nhiêu? 74.
Đây ba cho chợ. Ủa sao cái này bị sâu đít. 45. Rồi, xong căn này cả nhà đi. Tính tiền.